Lúc nãy nén chưa tìm mới trầy, nè ốc nhà lên nè bà tra xông chặt một hai chốn chốc vây pro hà lờ nè nè dây rướng, nè miến, nè cỏ tiền. Một hai chốn nè bà bà bận đài xung cùng nè bèl thầm thầm ní bà nòm khne tu ca chạp bà rõm nâng cho chạy vậy nhạy bì bà thề nọ bọt nè miền nè cỏ. Đài một tôl bèl ní nơ tè đào cực cục, bùa miền nè khla thá mân cua mơ ngay nè cỏ, khi miền nè nam nè trong cỏ, trong lùm bạ chế đờm. Trong này khla tiết của bạn bành tranh cũng nật tam ca yol khơi nọ bọc bộ kế riêng luôn. Tôn tấm tần năng rương đal cầm bông tu ca cho chạy vậy nhảy khang lớn nó rơi xìu ngày thì sam sợ mùi mịn nè pipo một phẩy bảy nỉ tam rồi ạ phèn nè ông nhà lên nà trá ban ban tranh mà tách phòng đại thả cầm hó tay tại miền chia mình phò tể sồn phục mà bong bốn ăn nuôi cua ấy quạt phòng còn long mốc của khơi bong sấy thưa ca nghe sòng cùng chira nương chuối và đal cầm láng chặt đal sấy đal bong bốn nương nương khập sấy chia chấm này môi này ca chua rùm sòng cùng nè ông nhà ban mình tỏi đằng tiệt thá ខ្ញុំគិតថាពេលនេះបងស្រីប្រហែលជាគាត់បានយល់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញគាត់បាក់ទឹកចិត្តតាមពិតចេតនារួមបងស្រីមានបំណងល្អទេតែដោយសារតែការឆ្កាំឆ្កងពាក្យសម្ដីមួយពេលបើខុសឆ្កងសូមឲ្យអធិស្ឋាន ខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នេះជូនពរបងស្រីរងមមឡើងហើយក៏កែប្រែនៅអ្វីដែលមានការឆ្គាំឆ្គងចានេះគឺជាប្រធានបទកណ្ដាលកគុកពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងហើយក៏មានការជើចវែកញែកខ្លាំងផងដែរអ្នកខ្លះយល់ស្របអ្នកខ្លះបើជាយល់ថាគាត់មើលងាយអ្នកក្រ និយាយរឿងអ្នកមានអ្នកក្រទៀតអីចេតនារបស់គាត់គឺឲ្យយើងល្អនោះទេមិនមែនបំណងអ្វីមើលងាយគេឡើយចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា